chim sẻ đang mải mê ấp ủ quả trứng bé nhỏ của mình. Một hôm, chị ngắm nghía quả trứng và thấy nó bắt đầu lúc lắc, lúc lắc. Thấy quả trứng không nằm im, chim mẹ biết chim con sắp ra đời. Chim mẹ vội vã bay đi kiếm mồi cho con. Quả trứng ở trong tổ lúc lắc, rồi rắc một cái, chú chim con ló đầu ra. Chú nhìn quanh rồi gọi: "Chí, chí, chí, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi!" Chú ngó nghiêng tìm mẹ mãi mà chẳng thấy đâu. Chú ngẩng đầu lên, trời cao xanh biếc, chẳng thấy mẹ đâu. Chú nhìn xuống dưới đất cũng chẳng thấy mẹ đâu, chỉ thấy cỏ xanh rờn. Chú nghĩ: "Ta phải đi tìm mẹ thôi." Và thế là chú nhảy ra khỏi tổ. Chú chim quá nhỏ, chưa đủ lông cánh nên không thể bay được. Chú rơi từ từ xuống bãi cỏ mềm. Thấy chú chim nhỏ ngơ ngác trên bãi cỏ, bác chó liền hỏi: "Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đâu rồi?" Chim con sợ hãi lắc đầu. Chị mèo thấy thế liền nói: "Mèo, mèo, mèo, hãy đi theo, hãy đi theo, chúng tôi giúp." Thế là chú chim nhỏ đậu lên lưng và cùng mèo đi tìm chim mẹ. Chúng hỏi bác bò đang ngậm cỏ, bác trả lời: "Bò, tôi không biết, để tôi hỏi chị gà mái mơ đã." Gặp gà mái mơ đang dẫn đàn con đi kiếm ăn, mèo chỉ vào chim con và hỏi: "Có phải con của chị không?" Gà mái mơ nghiêng nhìn quay lại đếm đàn gà con. Một, hai, ba, bốn, đủ một chục, con tôi đủ cả đi rồi. Nhìn kỹ chim con lần nữa, gà mái mơ reo to: "Cô, à, đây là con của chị chim sẻ đang bắt cào cào cho cháu ở đằng kia kìa." Bên ruộng lúa chín, chị chim sẻ đang cố tha một con cào cào béo ngậy. Nghe tiếng chim con gọi vang: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con đây mà." Chim sẻ mẹ vội chạy lại mớm cho con miếng mồi tươi ngon vừa kiếm được. Chim sẻ mẹ vui mừng nói: "Cảm ơn các bác đã giúp mẹ con tôi." Chó, mèo, gà mái mơ đều mừng cho sẻ con tìm được mẹ. Cảm ơn các bác đã đưa chim con về với chim mẹ. Lòng tốt bụng của các bác, chim con sẽ nhớ mãi.